you stay here some hours, yes, you will be better. Đây là một cảm giác Jomos detox body thật tuyệt vời. Và thưa quý vị và các bạn, là đã có rất nhiều những bệnh nhân ung thư và những bệnh nhân mắc những chứng bệnh nghiêm trọng đã đến đây trải nghiệm cái được ngửi mùi cái mùi của cái vị nấm súp lơ hay là vị nấm miễn dịch rất đặc biệt, để có thể là detox được cơ thể và cân bằng lại được cái sức khỏe của cơ thể. Đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở trong cái farm nấm miễn dịch hay là nấm súp lơ, cauliflower mushroom. Hy vọng là các bạn sẽ có một trải nghiệm rất tuyệt vời và thú vị như tôi.